chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng lên mức 45,1 trong quý 3 năm 2023, từ mức 43,5 của quý trước. Báo cáo cũng cho thấy tâm lý kinh doanh đang thay đổi. Trong quý 2 và quý 3, mức độ bi quan về tình hình hiện tại đã giảm 3%, trong khi đó quan điểm tích cực và trung lập tăng lần lượt là 6% và 4%. Thêm vào đó, so với kết quả thu thập được từ quý 2, số doanh nghiệp kỳ vọng vào sự ổn định và sự tăng trưởng kinh tế trong quý tới đã tăng lên 11%. Số doanh nghiệp dự báo xu hướng tiêu cực đã giảm đi 5%. Bên cạnh đó, có 22% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng đội ngũ trong quý 4 và 16% dự đoán sẽ tăng đầu tư.